cho nó ăn nhẹ nhàng đi. Ngồi xuống, Sumi ngồi xuống. Em thì đạp vèo vèo, còn anh thì bây giờ mới tập. Cố gắng lên. 14 ngày cơ vậy đó, là cô biết là phải biết đạp xe. Đạp đi. Tìm mà, tìm ra ngoài. Tìm ra ngoài để cho anh tập xe. Tìm ra đây, tìm ra đây, tìm ra đây. Cô Mi đạp đi. Bánh phủ ra rồi. Ok.